Xin chào quý anh chị, Đạt rất là vui khi được gặp lại quý anh chị qua kênh YouTube Đạt Nhỏ Toyota. Thì hôm nay Đạt cũng xin giới thiệu đến quý anh chị một cái mẫu xe Innova vừa cập bến mới Đạt luôn. Xe vừa cập bến luôn. Và Đạt xin giới thiệu thêm cũng là một cái xe Innova vừa cũng vừa cập bến luôn, hai xe Innova màu bạc được sản xuất vào năm 2019. Mà chỉ khác biệt nhau một chút xíu á là cái xe 51H này nè thì được sản thì là phiên bản G, và xe mà hôm nay Đạt muốn giới thiệu quý anh chị là xe Innova được sản xuất vào năm 2019. Số sàn nha quý anh chị. Xe hiện tại là mang một cái nước sơn màu bạc nha quý anh chị. Thì Đạt đánh giá là cái nước sơn này chắc nó còn khoảng là 80 đến 85% á quý anh chị. Đó. Nước sơn zin á. Rồi, đầu tiên là xe mang biển số Sài Gòn. Nếu quý anh chị nào mình ở Sài Gòn thì mình sẽ sử dụng lại cái biển số này luôn nha. Mình sẽ đỡ tốn 20 triệu tiền ra biển số. Tiếp theo thì Đạt đánh giá cái lốp này á. Lốp này là lốp zin theo xe luôn nè quý anh chị. 19. Xe này là 2019 nhưng mà lốp được sản xuất vào năm 2018. Tuần thứ 41 năm 2018 thì Đạt đánh giá là nước này nó cũng đã bị nứt qua thời gian rồi nè quý anh chị. Kèm theo đó là cái độ mòn nó cũng đã xuất hiện ở trên cái bề mặt lăng của cái lốp này rồi. Thì cái lốp này thì Đạt nghĩ là chắc nó còn phải đi được khoảng 10.000 cây nữa quý anh chị. Rồi tiếp theo là xe hiện tại chỉ mới đi được khoảng là 61.000 cây số thôi quý anh chị. Trong phần nội thất thì đã được chủ cũ người ta lên một số đồ chơi, chẳng hạn như là bọc da ghế nè, rồi bọc trần, phim cách nhiệt quý anh chị, rồi bọc sàn nữa. Đó. Thì Đạt cũng chia sẻ quý anh chị là ngay chỗ cái ghế tài nó bị rách nè. Thì đó, thì cái phần này bên Đạt sẽ xử lý lại cho quý anh chị nha, nếu như quý anh chị nào mình mua xe. Xe thì hiện tại vẫn chưa được trang bị là đầu DVD với lại là cam lùi nha quý anh chị. Lớp sơ cua vẫn còn nguyên sinh theo xe luôn nha quý anh chị, chưa từng hạ luôn, sau hơn 3 năm mà lớp sơ cua vẫn chưa hạ xuống luôn quý anh chị. Đó. Coi con đội này, con đội vẫn chưa sử dụng luôn. Rồi, cabo thì chưa từng được xử lý qua nha quý anh chị. Ốc của cabo vẫn còn nguyên zin nè, đó. Lớp này thì nó cũng theo xe, bốn lớp theo xe nên là Đạt cũng thấy nó có cái độ mòn nhất định rồi quý anh chị. Và xe bên Đạt thì cam kết quý anh chị là chưa từng bị đâm đụng nặng ảnh hưởng đến kết cấu xe nha. Còn ví dụ như mà bị trầy xước bên ngoài đó thì chỉ cần sơn lại thôi. Và đặc biệt á là xe này lên một số đồ chơi bên ngoài, chẳng hạn như cái bệ bước chân nè, với lại là cái viền che mưa. Mà với cái tình cảnh hiện tại mà gắn cái bệ bước chân này thì Đạt nghĩ chắc đi đăng kiểm cũng không được đâu. Và xe này tới tháng 2 năm 2023 thì lại hết hạn đăng kiểm. Thì mình còn được hơn 2 tháng tiền đăng kiểm nha quý anh chị. Đó thì Đạt nghĩ sang đầu năm thì cái việc mà đi đăng kiểm nó chắc nó cũng sẽ dễ dàng lại thôi, chứ cũng khó khăn như thời điểm hiện tại đâu. Rồi, đầu tiên là tiếp theo là mình sẽ tới cái phần khoang động cơ nha quý anh chị. Khoang động cơ thì nắp cabo vẫn chưa có dấu hiệu tháo ra luôn nè. Đó, vẫn còn nguyên zin luôn quý anh chị. Quay mấy cái đường cây chỉ luôn xem. Rồi, ở trong cái khoang động cơ này á, thì Đạt chỉ đánh giá có một điểm là nó hơi xấu. Đó là ngay cái bình ắc quy á. Thì cái bình ắc quy ngày xưa nó bị đổ ra quý anh chị, dẫn đến là những cái vị trí dưới này nó bị sét. Thì đó, thì bên Đạt sẽ xử lý lại mấy cái phần chỗ này. Đó, mình có thấy là những cái vị trí sét ngay chỗ đó là do cái bình ắc quy nó bị rỉ á, axit nó bị trào ra. Rồi, động cơ đồ vẫn rất là đẹp luôn quý anh chị. Lưỡi ga là vẫn còn ở đây nè quý anh chị. Ốc 7 màu nhìn sáng trưng à. Dầu trợ lực lái cũng vậy. Tem đồ vẫn còn chưa có một hạt bụi luôn. Với lại là cái động cơ này thì bên Đạt sẽ cam kết với quý anh chị á, là động cơ chưa từng được hạ xuống để đại tu lại. Và động cơ này cũng chưa từng sửa chữa do tác động của nước, chẳng hạn như là thủy kích ngập nước nha quý anh chị. Nếu như quý anh chị nào mình đang quan tâm về cái sản phẩm Toyota Innova 2.0e phiên bản số sàn được sản xuất vào năm 2019 màu bạc này,
thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp vào số hotline 0932 192 671 hoặc là để lại tin nhắn vào cái phần bình luận của YouTube, Đạt sẽ liên hệ lại quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.